ngày 21 tháng 8, ông Nguyễn Sĩ Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang, cho biết đã ký quyết định cho ông Trần Lê Hữu Thọ 47 tuổi thôi việc từ ngày 1 tháng 9 theo nguyện vọng cá nhân. Ông Thọ trước đó bị cảnh cáo vì đã có thái độ thiếu chuẩn mực với người dân. Ông Thọ thừa nhận đã sai khi giữ giấy tờ và xe của anh Trần Văn Em, thợ hàn công trình xây dựng. Ông nói trong lúc làm nhiệm vụ phòng chống Covid-19, do nôn nóng, hiểu sai khái niệm nên đã có hành xử, lời lẽ không đúng với anh em, gây bức xúc. Sau sự việc, tôi thấy mình đã sai nên tìm tới công trình anh này làm việc để xin lỗi, ông Thọ nói và cho biết chịu mọi hình thức kỷ luật của cơ quan cấp trên. Ông Thọ phụ trách tổ kiểm soát COVID-19 lưu động của phường Vĩnh Hòa. Chiều 18 tháng 7, tổ kiểm soát COVID-19 do ông phụ trách đã chặn xe máy anh Trần Văn Em kiểm tra. Nam công nhân trình các giấy tờ liên quan và giải thích ra đường mua bánh mì nhưng không được chấp nhận. Phó chủ tịch phường cho rằng đi mua bánh mì là không phải thiết yếu, nên giữ giấy tờ và đưa xe máy của anh này về phường ông còn chỉ tay vào mặt nam công nhân, xưng mày, tao và đòi bắt anh này. Toàn bộ sự việc được ông Thọ quay lại, sau đó bị phát tán trên mạng. Sau đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang Nguyễn Sĩ Khánh đã viết thư xin lỗi nam công nhân. Là người đứng đầu thành phố, ông Khánh nhận khuyết điểm trong công tác quán triệt, lãnh đạo tổ chức thực hiện chỉ thị 16 trên địa bàn.